Câu số 3 bắt đầu. Nếu được nhận một khoản tiền do người thân chuyển về từ nước ngoài qua các tổ chức tín dụng, bạn có thể nhận bằng loại tiền nào? A. Chỉ là đồng tiền Việt Nam. B. Chỉ loại ngoại tệ của quốc gia mà người chuyển cư trú. C. Là đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ. D. Là đồng Việt Nam hoặc đô la Mỹ. Câu này khó đó, không đơn giản đâu. Hết thời gian rồi, đã chuyển, không thể thay đổi được rồi. Anh Trung, theo anh thì chúng ta chọn đáp án nào? Theo tôi chọn đáp án là chỉ nhận tiền Việt ấy. Là đáp án A. Chỉ nhận tiền Việt. Vâng. Chị Tranh có theo không? Không. Không, theo chị thế nào? Đáp án D. D, D tức là đồng Việt Nam hoặc đô la Mỹ. Vâng. Theo Yến Nhi thì đáp án nào? Em nghĩ là đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ. Còn bây giờ, ban cố vấn sẽ đưa ra đáp án chính xác. Thì đáp án đúng ở đây, đấy là đáp án C, đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ. Xin hết. Ban cố vấn đã đưa ra đáp án chính xác rồi đó. Đó, Nhi là đúng đó. Còn nãy giờ là không ai đúng hết. Yến Trang không biết nằm ở vị trí nào. Đúng hay không thì không biết. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu số 4 dành cho anh Trung. Để đảm bảo an toàn, bảo mật khi gửi tiết kiệm online, bạn không nên A. Là thay đổi mật khẩu theo định kỳ hoặc là nghi bị lộ. B. Không dùng máy tính công cộng để truy cập, thực hiện các giao dịch Internet Banking. C. Là lưu lại trên đăng nhập và mật khẩu trên các trình duyệt web. D. Thoát khỏi ứng dụng ngân hàng điện tử khi không sử dụng. Hết. Thời gian trả lời bắt đầu. Đây là một cuộc đấu trí quyết liệt thưa quý vị. Có thể nhà chúng ta tìm thông tin rất là nhanh, chúng ta thoải mái, tự nhiên để trả lời. Nhưng ở trên ghế này rất là khó bởi vì áp lực rất là lớn quý vị. Đặc biệt áp lực lớn nhất là 50 triệu. Hết thời gian. Chuyển chưa? Rồi. Đừng chuyển nhầm anh nha. Theo chị Tanh thì người mà am hiểu về ngân hàng nhiều hơn anh Trung là mình chọn đáp án nào chị? Theo tôi là đáp án D. Theo Yến Trang thì đáp án nào em? Đáp án của mình là gì vậy anh? Có vẻ hoang mang quá như vậy. Không, cái này là mình chỉ tập trung vô câu trả lời của mình thôi. Còn lúc này là đang relax. Mình Trang chỉ biết ơi! Trang! Xuống về! Về đi! Rồi, chúng ta sẽ nghe đáp án từ ban cố vấn. Để gia tăng tiện ích cho khách hàng thì các tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại sẽ cung cấp thêm cái gọi là cung cấp dịch vụ gửi tiền tiết kiệm online cho khách hàng. Khách hàng không phải đến trực tiếp với quầy giao dịch mà để làm thủ tục, mà chỉ cần thao tác gửi tiền tiết kiệm trên các thiết bị kết nối Internet. Các thiết bị thông minh hiện nay có một cái tính năng đó là lưu lại tên đăng nhập cũng như lưu lại mật khẩu của người dùng. Tuy nhiên để đảm bảo cái an toàn cho khách hàng thì khách hàng không nên lưu mật khẩu cũng như tên đăng nhập vì có thể bị lợi dụng chiếm đoạt cái tài sản đấy của mình. Do đó đáp án đúng đối với câu hỏi này là đáp án C. Khách hàng không nên lưu tên đăng nhập cũng như mật khẩu trên các trình duyệt web. Cảm ơn chị Lan Anh. Như vậy là rõ đáp án rồi.